Chào các bạn, tôi là Tuấn. Thì dạo gần đây thì tôi có sắm một chiếc iPhone 7. Hôm nay thì tôi sẽ test cái chức năng chống nước của nó coi như thế nào. Thì trên các trang báo thì cũng thấy là iPhone 7 chống nước rất là tốt, chống trầy, chống xước, chống bụi gì đó. Thì trầy, xước, bụi thì mình cũng thấy nó hay rồi. Không có bụi vào, cũng không có trầy xước gì hết. Mặc dù là xài cũng gần nửa năm rồi nhưng mà nó rất là mới. Lao sơ qua thì y chang mới vậy, nhưng mà cái chức năng chống nước á, thì mình không biết nó như thế nào, thì cho nên là hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem, thì kiếm cái chậu nước nào đó mình quăng vào coi nó là nó có bị thấm nước không, có hư hay không. Thì cái iPhone này mình mua lúc mới ra 128 GB iPhone 7 thì giá nó là hai mấy triệu lúc mới ra luôn, mà xài thời gian là vẫn còn mới, vẫn đẹp. Đây màu như thế này đẹp, rất là đẹp đây các bạn. iPhone 7. Như thế này. Xài rất là ok. Và mình test cho các bạn chụp hình quay phim ngon lành. Đó. Rồi nghe nhạc, mở nhạc thử. Nhạc iTunes luôn ha. Đây. Ok, ngon lành. Màu sắc rất là rõ, rất là đẹp. Mà cái này thì chưa có thấm nước bao giờ, cũng chưa có để rớt nước, chưa có mắc mưa bao giờ. Mà hôm nay thì sẽ bỏ nó vào nước xem như thế nào. Mặc dù cũng rất là hồi hộp, không biết là nó có bị hư hay không. Thì mặc dù là nhà sản xuất thì khuyến cáo là chức năng chống nước, nhưng mà các bạn khi mà cái máy thấm nước rồi á, thì sẽ không bảo hành cái máy này. Hôm nay mình cũng liều mình làm thử một lần, mình sẽ thấm vào trong nước coi nó có hư hay không, coi có đúng như Apple nói là nó thấm chống thấm nước hay không. Rồi các bạn cùng theo tôi nhé, kiếm chỗ nào có nước bỏ vào. Rồi cái nhà bếp nhà tôi nó bề bộn quá. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy nước vào trong cái thau này. Rồi. Vừa đầy luôn. Bây giờ sẽ mang đi ra ngoài trở lại. Đổ ra bếp nên nó đầy quá, nó đổ ra ngoài bị chửi nữa. Ở đây đi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi bỏ cái điện thoại của tôi vào trong trong nước. Cái điện thoại của tôi nãy nè, đây đó, điện thoại tôi vẫn xài bình thường ngon lành, YouTube vẫn xài bình thường. Đó, vẫn xài bình thường ngon lành. Facebook các chức năng rồi ngon lành. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành quăng nó vô trong cái thau nước coi như thế nào. Hồi hộp quá, mua cũng lâu rồi mà bây giờ bỏ nó vào trong thau nước xem như thế nào. Đây sao tiện bỏ vào mà cứ tim cứ đập thình thịch chẳng biết như thế nào. Rồi đây là, khoan từ từ, trước khi bỏ vào nước thì đây là nước nha các bạn, đó đây là nước, mình sẽ bỏ nó vào. Rồi đây là nước nè, tôi bỏ điện thoại tôi vào trong nước luôn rồi nè. Thì khi bỏ xuống nước rồi thì ngập nước luôn nha các bạn. Đây mặt nước nằm trên này nè, điện thoại tôi nằm dưới nè, đấy nè,
Đó, điện thoại tôi nằm đây nè. Đó, bạn thấy không? Nè, nước đấy. Nè. Đó, điện thoại tôi nằm dưới nước đấy. Thì nó chống nước khá là tốt. Có nước vào thì nó không cảm ứng được. Rồi, hết nước thì nó cảm ứng được bình thường nè. Ngon lành. Đó. Dụng luôn, bắt luôn, rồi rửa luôn vẫn xài ngon lành bình thường. Rồi thì hôm nay tôi đã test cho các bạn xem là cái chức năng chống nước của cái con iPhone 7 128 GB mà tôi đã mua hai mươi mấy triệu, ngon lành bình thường, không biết sao giờ xài như của rơi của rớt vậy, đập cũng được luôn. Cái phím bấm ở dưới nước là như thế nào, có cảm ứng được dưới nước hay không? Ừ, ở dưới nước thì nó không cảm ứng được, nhưng mà nếu mình thử cái phím home coi nó cảm ứng được, nó bấm được không? À, phím home thì bấm ok, phím nguồn thì ok luôn, ngon lành đó, rất là ok. Rồi bây giờ mở nhạc cái nó còn hát không? Hình như là nước vô nhiều quá rồi cái nó à đây đây, ok mở nhạc lên coi, tại có nước vô cho nên là nó hơi khó cảm ứng. Rồi mở lại cái bài nãy. À, nước vào thì cái loa nó đã bị rè rồi, nó đã bị rè rồi, và dỗ nước rồi cho ra bớt. Ok, quay phim chụp hình à, vẫn rõ ràng bình thường, vẫn ngon lành bình thường, chụp lại coi xem được hay không. À, bình thường. Các chức năng khác, YouTube, rồi vẫn lên ngon lành bình thường. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi, thì tôi đã test cái con iPhone 7 này vào trong nước, thì khi bỏ vào nước thì cái loa của nó nghe nó không được hay, nó bị nước dính vô rồi nó nghe nó dở ồn. Mà nghe lại cái nó còn rồi, cái này chắc tôi phải đi phơi rồi, tôi phải sấy khô lại rồi, chứ giờ nước nó vô cái loa nó hát dở rồi. Tôi test thử cho các bạn xem thôi chứ bạn đừng có làm như vậy nhé. Điện thoại mới mua về thì đừng có bỏ xuống nước như thế này, không hay đâu. Chức năng chống thấm nước chứ không phải là đem đùa với nước được. Các bạn nhớ là đừng có để cho nó dính nước vào, trừ khi trường hợp nào mình đi đâu mà lỡ mà trời mưa thì mình để dính một hai giọt thì được, chứ đừng có nhúng vào thôi nước như vậy nhé. Không khuyến khích các bạn làm như vậy. Mà không hiểu sao tôi làm vậy luôn. Đây điện thoại mới tôi mới mua. Đó. Tôi xài mới có mấy tháng thôi, rất là mới. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Thì nếu mà các bạn từ bây giờ thì tôi sẽ đăng cho các bạn nhiều những cái video clip mà trải nghiệm và những thử thách, những cái mới mà các bạn chưa bao giờ thử thách. Các bạn nhớ đăng ký clip của tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.